liệu họ sẽ liên lạc lại với bạn hay không, và trải bài này dành cho những mối tình yêu mà các bạn không có sự lừa dối, không có sự không chung thủy và ngoại tình nha các bạn. Một mối quan hệ đã gắn kết nhưng đột ngột họ chia tay các bạn và bạn không biết lý do tại sao. Vì đây là trải bài chung, do đó năng lượng của trải bài có rất nhiều và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Cuối cùng họ sẽ có liên hệ lại với bạn hay không? Và xin vũ trụ cho một cái thông điệp về câu hỏi này. Và các bạn có số 9, đó là: xin hãy cho tôi thời gian, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước khi có tình yêu này hết. Bởi vì ý nghĩa thực sự đang diễn ra là họ cảm thấy chóng ngợp trước cảm xúc cường độ của chính mình khi họ dành cho bạn. Họ cần một chút thời gian để xử lý cái cảm xúc này, cũng như tìm ra cái điều mà họ muốn. Có thể họ sợ là họ bị người yêu mình làm tổn thương, bị từ chối và thất vọng. Có thể họ đang nghi ngờ về khả năng tương thích của cả hai, và họ thấy tương lai cả hai sắp bị mập mờ quá. Và có thể họ đang gặp một số vấn đề và thách thức của cá nhân, về tài chính, về sự nghiệp, về vấn đề riêng của gia đình cần giải quyết trước khi có một mối quan hệ cam kết đối với bạn. Hoặc là họ đang cảm thấy bối rối, mâu thuẫn về tình cảm của bạn dành cho ai đó và cần thời gian để cho bạn xác định rõ là họ có phải thật sự là mối quan hệ cam kết hay không. Cái này nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm bạn, bởi vì nó sẽ bị áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ. Ví dụ như gia đình, bạn bè, công việc, khoảng cách, sức thân, tiền tài, địa vị, nó nhiều thứ lắm. Bởi vì khi mà một mối quan hệ cam kết, người ta tiến đến, người ta suy nghĩ rất kỹ về cái phần sự tương thích đó. Và điều này có thể như là họ đang có trải nghiệm một cái gì đó quá tồi tệ trong quá khứ với tình yêu cũ của họ, khiến cho họ nghi ngờ cái khả năng yêu và được yêu của chính mình. Nhưng mà họ quên rằng dù có lý do đi chăng nữa, cái câu nói này, cái điều quan trọng nhất là phải truyền đạt rõ ràng cũng như tôn trọng bạn để cho bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của họ là gì. Chứ không phải để cho bạn bị tổn thương vậy, bị từ chối, rất là buồn, các bạn ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Một câu trả lời mập mờ như cách mà họ rời bỏ bạn đi. Và tiếp theo mình xin lấy một cái thông điệp nữa, tại sao họ mập mờ một kiểu như vậy ta? Đó chính là họ có câu hỏi là: bạn có nhìn thấy cái cách mà họ thấy không? Đây là khi họ không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho bạn. Khi mà họ có cảm xúc lãng mạn với người kia, nhưng mà không biết liệu cái cảm xúc đó có được đáp lại hay không. Nó gợi ý là cái mối quan hệ này, hoặc mối quan hệ với người khác, không biết là liệu bạn có sẵn sàng đón nhận cái khả năng và họ yêu bạn, và khả năng hai bạn có tiến đến cam kết hay không. Cái người này hình như có tâm lý sợ hãi và lo lắng sao các bạn ơi. Và họ sợ khi mà họ trải lòng với bạn, không biết là bạn có coi họ là người yêu nữa hay không. Liệu bạn có quan tâm tới những khó khăn và trắc trở của họ, hay là bạn lúc đó sẽ dè biểu phỉ báng, hoặc là tranh cãi, hoặc là nói chung là cái gì đó không có tôn trọng người này. Bởi vì nếu như các bạn mà không có khả năng lắng nghe, các bạn dễ đi xa lầy vào cái phán xét, xa lầy vào cái việc chỉ trích bởi vì sự khác biệt. Chúng ta đến từ những hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, học vấn khác nhau, sự giáo dục cũng khác nhau. Do đó, cái việc chấp nhận sự khác biệt ở người khác là cái điều tiên quyết đầu tiên. Nếu như các bạn muốn có một mối quan hệ với người khác và muốn có một cái mối tình yêu thực sự là đẹp. Và họ sợ cũng phải, đúng không bạn? Bởi vì khi bạn hẹn hò với ai đó một thời gian mà bạn không biết mối quan hệ này sẽ đến đâu, liệu là có thể yêu được không, hoặc là bạn có yêu họ như họ muốn không, liệu là bạn và họ có thấy gì ở tương lai hay không, hay là bạn chỉ chơi qua đường với họ thôi. Nhưng mà cuối cùng vấn đề quan trọng nhất là phải truyền đạt rõ ràng và tôn trọng người khác. Họ không có cảm nhận ra cảm giác của bạn thế nào hết trơn. Có thể họ kỳ vọng về cái nhu cầu mối quan hệ quá cao. Vấn đề ở đây là nên bày tỏ cảm xúc mình ra, mong muốn của họ là gì, mong muốn của bạn luôn.
một cách trung thực và tử tế nhất, đồng thời lắng nghe cảm xúc của nhau, lắng nghe những mong muốn và trăn trở của nhau. Hãy cố gắng đừng có đưa ra những giả định hoặc buộc tội dựa trên hành vi hoặc lời nói của họ. Thay vào đó, hãy làm rõ hơn và xác nhận cái bối rối, những cái không chắc chắn, cái sợ hãi, lo âu của người này nếu như hai bạn có cơ hội liên hệ lại với nhau. Cũng tối nghĩ y chang cậu trước, bây giờ mình xin lấy bộ bài của Tarot để mình xin một cái thông điệp nha các bạn. Trời ơi, một cái trải bài gì đâu mà nó tối nghĩ kinh khủng khiếp luôn. Và tiếp theo sẽ là thông điệp mà họ muốn gửi với các bạn là gì, và kết quả là liệu họ có liên hệ với bạn hay không. Thì ở đây chúng ta xin thông điệp vũ trụ gửi cho một lá bài, và các bạn có lá bài chính gậy. Khi lá bài chính gậy này xuất hiện, nó báo hiệu rằng bản thân của bạn và họ phải nhận ra là tình yêu này đòi hỏi rất nhiều việc phải làm, cần phải cải thiện bản thân và hy sinh cho nó rất là nhiều. Và trên thực tế, đây chính là bản chất của tình yêu. Bởi vì tình yêu không chỉ là một cảm giác, một cảm xúc nhất thời, mà trên thực tế nó sẽ đến từ hai người yêu nhau và sẵn sàng thích nghi và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để trở thành một đôi, một cặp, một mối quan hệ cam kết. Và điều tiên quyết đó chính là phải giao tiếp và điều chỉnh liên tục. Chính là sự giao tiếp này sẽ giúp cho hai bạn cải thiện và thay đổi nhận thức của mình đến với họ và bạn luôn. Và các bạn phải sẵn sàng chuẩn bị cho việc hy sinh này và cải thiện bản thân của mỗi người. Thật ra có khả năng sắp diễn ra rất là bước tiến lớn cho mối quan hệ này, cho cuộc sống lãng mạn của bạn. Sẽ có sự liên hệ trở lại của người này và đề nghị một phần gì đó sẽ khiến cho bạn rất hạnh phúc, một cái bước tiếp theo cho cái mối quan hệ của cả hai bạn. Nó có dấu hiệu là sẽ được cầu hôn luôn nha các bạn. Nó sẽ thành công nếu như các bạn kiên trì và chăm chỉ chuẩn bị cho mọi thứ. Bởi vì tình yêu không dễ dàng, tình yêu nó đòi sự chăm chỉ, bền bỉ cũng như hoàn thiện bản thân của mình thì các bạn mới được cái mối tình này, mối quan hệ cam kết. Nhưng đầu tiên hãy phát triển bản thân của mình, hãy gửi tín hiệu lên vũ trụ, hãy biết lắng nghe, yêu thương, nói lời ái ngữ, mọi thứ rồi được giải quyết. Tất cả chúng ta ai cũng đều xứng đáng được hạnh phúc hơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài lần sau. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.